sáng nay trong lúc dừng đỗ chờ đèn đỏ tại nút giao Lý Thường Kiệt Hỏa Lò Giã Tượng tại Hà Nội, hai chiếc ô tô con bất ngờ bị cây phượng ven đường gãy đổ đè lên. Hiện trường cho thấy một chiếc xe ô tô bị phần thân đè lên gây vỡ cửa kính bên trái, còn một xe khác thì bị cành cây đè lên làm vỡ cửa kính sau, bẹp phần thân xe. Và rất may cây đổ đã không gây bị thương cho người ngồi và người điều khiển trên hai xe ô tô trên.